Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2024. Em là chủ kênh Nhà Vườn Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của Nhà Vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu ám mặt trâu lưng xanh của Phú Thọ các bác nhé. Chậu này thì có 4 mầm gốc và 5 thân tơ. Cái chậu này thì được trồng ở trong một cái chậu gỗ rồi, rất là đẹp rồi. Cái này thì các bác sẵn về treo chơi tác phẩm thôi. Cái dòng ám mặt trâu là một trong những cái dòng mặt bông rất là thơm, rất là sai hoa các bác nhé. Cái đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác, cô chú, anh chị mình với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc rất lực và khỏe. Đấy, mầm gốc rất là to luôn các bác nhé. Và hai thân hoa. Đấy, hai thân đang nhí mắt hoa rồi. Cái này tất cả đều là hoa tự nhiên các bác nhé. Hoa tự nhiên. Về các bác ngắm hoa. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác, cô chú, anh chị mình với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 2. 200.000 các bác có một chậu Phú Thọ rất là đẹp luôn. Các bác ngắm hoa năm nay này, sang năm các bác lại chơi tác phẩm. Đây là hai mầm gốc các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 3 mầm gốc và 2 thân hoa các bác nhá. 3 mầm gốc và 2 thân hoa. Đấy. Tất cả đều nhí nụ như này rồi, rất là đẹp. 3 mầm gốc đấy ạ. Những chậu này là các bác sưu tầm về là đều là làm tác phẩm được. Cái đơn hàng số 3 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 đồng cho đơn hàng số 3. Đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay, một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, một mầm gốc lá đây các bác nhá, bản lá đây. Hoa là đẹp luôn, tròn xoe luôn các bác nhá, tròn xoe luôn, lá rất là to. Đấy ạ, mầm gốc đi phà phà, con này cuối năm thì ngoài 1 mét. Chậu này thì cũng có một thân tơ các bác nhá. Cái đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay, chậu này có 3 mầm gốc thôi nhá, 3 mầm gốc này. Cực kỳ là đẹp luôn. Mầm gốc này phải tầm khoảng 38 40 cm một mầm được nhá. Đây ạ, và một cái thân mẹ đây. Thân mẹ này phải mét mấy thôi. Đấy. Đấy, thân mẹ các bác về ngắm hoa 3 mầm gốc này. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 5. Chậu này các bác về làm tác phẩm thì quá là đẹp luôn. Ba mầm gốc cực khỏe, chậu này cuối năm thì phải trên 3 mét các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 4 mầm gốc các bác nhé, 4 mầm gốc và 2 thân hoa. Đây ạ, 2 thân hoa, đang nhí rồi các bác nhé, đang nhí rồi. Đấy, thân này là nó đang nhúi và nụ đây rồi. Đây ạ. Đây ạ. Cái đơn hàng số 6 này, 4 mầm gốc này, em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 4. À, em sẽ diễn số hàng số 6. Cái mầm gốc này là cái thân mẹ này trước đè vào nhá. Còn cái này thì về các bác để cho ăn nắng nó lại theo hướng nắng, không vấn đề gì. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay, chậu này thì có 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc, 2 thân hoa. Đấy ạ, 2 thân hoa đấy ạ. Đấy, đang rất là sai hoa luôn, để các bác về ngắm hoa. 3 mầm gốc. Cái đơn hàng số 7 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết, một trong những dòng 5 cánh trắng cao cấp các bác nhá. Hoa của bạch tuyết thì rất là đẹp luôn, rất là sai hoa. Đấy, tất cả các mặt bông thì em đều để ở phía bên góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Cái đơn hàng số 8 này là một bụi 5 cánh trắng bạch tuyết luôn. Chậu này các bác sưu tầm về làm chậu nái. Bạch tuyết thì một năm nó đẻ 3 lần. Để tầm khoảng 3 lần. Thế nên là cuối năm mà những chậu này thành một bụi rất là to. Như chậu này thì các bác về các bác có thể để như thế này, hoặc các bác tách làm hai chậu. Đã, như hai cái này thì nó là hai cái mầm gốc, các bác có thể để nguyên như thế này. Các bác tách cái mầm này và hai cái mầm này thành một chậu. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9, số 10 và số 11 ngày hôm nay. Đó là 5 cánh trắng bạch tuyết sai cái này thì cái này thì em dòng ở trong cái chậu nhựa. Cái này thì chia sẻ đồng giá cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 220.000 đồng. Đây là đơn hàng số 9 các bác nhá. Chậu này 3 mầm gốc. Đây, 3 mầm gốc. Cực kỳ là khỏe và đẹp luôn. Đơn hàng số 9.
Đây là đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 cũng 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc. Đấy, những cái này thì là nó là hàng bụi rồi. Cái bạch tuyết này rất là dễ hoa luôn các bác nhé, cực kỳ là dễ hoa luôn. Đấy, em chuyển qua đơn hàng số 11 này. Đấy, đơn hàng số 11 chậu này 4 mầm gốc các bác nhé. Chậu này 4 mầm gốc này. 4 mầm gốc này em chia sẻ với giá là 220.000 đồng cho đơn hàng số 11. Cái này các bác mà muốn làm tác phẩm ấy, các bác chỉ cần sưu tầm hai chậu này thôi, hai chậu này sẽ được khoảng 7 cho đến 8 mầm gốc. Là về các bác ghép được một chậu nái bạch tuyết cực kỳ là to và đẹp luôn. Đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một chậu hồng K1. Chậu hồng K1 này đang nụ coi nhá. Đây, đang nụ này. Đấy, đang rất là nhiều nụ các bác ngắm hoa. Đây ạ, mầm gốc của nó đây các bác nhá, mầm gốc đây. Cái đơn hàng số 12 này. 12 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 12. Đấy, thần hoa rất là dài các bác nhá. Mầm gốc cũng rất là khỏe. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu cửu long cao phong. Chậu này thì một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, đang rất là nhiều nụ này các bác này, đấy, siêu nhiều nụ luôn. Cái dòng cửu long cao phong này thì nó là cái dòng cánh bầu các bác nhá. Nó là cái dòng cánh bầu. Hoa bay 24 giờ và nó là cái dòng thân thủ. Cái đơn hàng số 13 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu mít đua ngọn các bác nhé, mít đua ngọn. Chậu này thì một mầm gốc. Đấy, mầm gốc này, mầm gốc cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một thân hoa, hoa thì chi chít và một thân mẹ, đấy, đang đi ngọn này, đang đi ngọn rất là khỏe. Cái dòng này thì thường thường nó đi khoảng 3 năm thì nó mới dừng các bác nhé, thường thường nó đi khoảng 3 năm. Cái đơn hàng số 14 này thì em chia sẻ cho các bác, cô chú, anh chị mình với giá là 180.000 đồng. Cho đơn hàng số 14. Chậu này về các bác vừa ngắm thân lá vừa ngắm mặt hoa luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là một chậu mít ngự hòa bình các bác nhá. Mít ngự hòa bình. Đây các bác nhìn lá này. Lá cái dòng này nó gần như là cái dòng mít cụ bà, mít Văn Sơn các bác nhá. Lá nó gần lá này. Đây nó gần lá mầm gốc 52 này. Đây ạ, mầm gốc 52. Lá của nó rất là dày các bác nhá, rất là dày. Đấy, rất dày và rất là đẹp luôn. Mít ngự hòa bình. Cái này thì có một chậu duy nhất chia sẻ với ba cô chú anh chị mình. Cái đơn hàng số 15 này thì em chia sẻ với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 15. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu mít Văn Sơn các bác nhá, mít Văn Sơn mầm gốc 52. Đấy, hai cái mầm gốc thì rất là đẹp các bác nhé. Cái đơn hàng số 16 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu các bác nhé. Chậu này một mầm gốc và một thân tơ. Một phân tơ. Đấy, như video ngày hôm qua là em có chia sẻ cho các bác một chậu Minh Châu nái 11 mầm gốc đấy. Có hoa nở luôn đấy ạ. Cái dòng Minh Châu này thì hoa rất là đẹp các bác nhé và rất là thơm. Cái đơn hàng số 17 này thì em chia sẻ cho các bác có giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là một chậu nái hàng tác phẩm luôn các bác nhá, năm cánh trắng Phú Thọ. Đây ạ, hoa này các bác nhìn hoa này. Đấy, hoa này là tất cả đều là hoa tự nhiên các bác nhá, hoa tự nhiên. Đấy. Cái này vài bữa nữa mà nó bông nó to thì các bác chỉ nhìn thấy bông thôi. Rất là đẹp về ngắm hoa bao phê. Bao phê và rất là thơm. Chậu này thì có 5 mầm gốc các bác nhé, 5 mầm gốc. Mầm gốc nào cũng rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 18 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho đơn hàng số 18. Đấy, chậu này gọi là chậu tác phẩm luôn các bác nhé. 5 mầm gốc này. Đấy, 5 mầm gốc. 2, 3. 3 thân hoa các bác nhé. 4 thân hoa. 4 thân hoa này. Thân này, à 5 thân hoa. Đấy, 5 mầm gốc có 5 thân hoa. Một chậu tác phẩm này. Chậu này vài nữa mà nó nở các bác có thể để bàn trà, thưởng trà ngắm lan thì quá là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay là một chậu nái năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này tác phẩm luôn các bác nhé. Đây ạ, nụ hoa này các bác này. Đây ạ, nụ hoa này. Mắt nào cũng ra hoa luôn các bác nhé. Mắt nào cũng ra hoa luôn. Chậu này thì 1, 2, 3, 4, 5. 5 mầm gốc to, 6 mầm gốc. 6 mầm gốc có những cái mầm nhỏ nhỏ đang nhú này như này nhá các bác nhá. Thì em không tính.
Đấy, hoa này, thân nào cũng đang hoa. Đấy. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 thân hoa luôn các bác nhá. Chậu này có 7 thân hoa này. Chậu này về ngắm hoa thì quá là đẹp. Cái đơn hàng số 19 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 550.000 đồng cho đơn hàng số 19. Chậu này Phú Thọ quá là đẹp luôn. Chậu này mà nó ra hoa các bác để bàn trà thì quá là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay thì đó là một chậu hồng bồng lai các bác nhé. Hồng bồng lai. Đấy, chậu này thì cũng đang nụ các bác nhé. Đang nụ đây. Đấy. Đang nụ đây. Đang rất là nhiều nụ. Chậu này có 3 thân hoa. 3 thân hoa và 2 mầm gốc. Mầm gốc đang đi ngọn rất là khỏe các bác này. Hai mầm này cuối năm thì cũng phải cứ phải hàng mét luôn các bác nhé. Cái đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay thì em chia sẻ cái dòng trà mi liệu ngố các bác nhé. Liệu ngố. Liệu ngố là một trong những cái dòng mà mặt bông rất là đẹp, xếp top luôn đấy các bác nhé. Liệu ngố rồi thiển rồi bạch nhụy là những mặt bông rất là đẹp. Cái đơn hàng số 21 này, cái chậu này thì thoát 20. Thoát 20 và cao tầm 6-70 các bác nhé. Tán này, tán lá rất là sum suê. Rất là sum suê và rất là đẹp luôn. Đấy, cây rất là khỏe. Cái đơn hàng số 21 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay là một chậu liệu ngố. Những cái chậu này nó là hàng sai nhỡ các bác nhé. Cái đơn hàng số 22 này thì nó cũng thoát thân tầm 20, cao tầm khoảng 6-70. Cái đơn hàng số 22 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay đó là một chậu hồng phấn cung đình. Hồng phấn cung đình này thì là cái dòng mà nó rất là sai hoa, cánh xếp. Một màu hồng phấn rất là đẹp các bác nhé. Cái đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 23. Những cái chậu này thì nếu mà tuổi thọ thì nó cũng tầm 3 năm rồi các bác nhé. 3 năm rồi. Những chậu này các bác sưu tầm về là cuối năm nay các bác ngắm hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay đó là một chậu bạch cổ nhá, bạch cổ, bạch ta hay bạch Việt đấy ạ. Chậu này thì thoát thân tầm 40, thoát thân tầm 40, đấy, một thân thì rất là đẹp. Bắt đầu ra tán này và những chậu này thì đang nụ rồi. Đây ạ, đóng nụ như này rồi, 100% hoa để các bác về ngắm hoa. Rất là sai hoa các bác nhé, đây ạ, cực kỳ là sai hoa luôn. Đấy, rất là nhiều nụ. Cái đơn hàng số 24 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay đó là một chậu trà thiển các bác nhá, trà thiển. Đây ạ, chậu này tán lá rất là sum suê các bác này. Cái đơn hàng số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 25. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay là một chậu trà thiển. Cái đơn hàng số 26 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 26. 200.000 các bác nhá. Chậu này thì nó cao tầm khoảng 65 các bác nhá, cho đơn hàng số 26 đấy. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay nó là cái dòng trà tứ quý các bác nhá. Trà tứ quý đang nụ, đang rất là nhiều nụ rồi. Cái dòng trà tứ quý này là cái dòng duy nhất mà nó ra hoa quanh năm. Cứ tầm 3-4 tháng thì nó lại cho hoa một lần. Và cái dòng trà tứ quý này là cái dòng trà mà nó phát triển rất là nhanh, ít sâu bệnh. Các bác ở trong miền Nam, miền Trung và miền Tây ấy, trong đấy thì cái thời tiết nắng nóng ấy, nó kéo dài hơn người miền Bắc. Nên là các bác muốn trồng thì các bác cứ trồng những cái dòng như là tứ quý này, liệu ngố, liệu cổ Nam Định là những cái dòng mà nó phát triển rất tốt và nó ít sâu bệnh. Các bác không cần phải lo là nó bị các bệnh mà mình không chữa được. Vì những cái dòng đấy em trồng là em thấy nó lớn rất là nhanh. Cái đơn hàng số 27 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng trên một bầu cho đơn hàng số 27. Nụ sắp nở hết rồi các bác nhé. Và cái trà tứ quý này thì bên nhà em có hai màu, đó là màu hồng và màu đỏ các bác nhé. Màu hồng và màu đỏ. Và trong màu hồng ấy thì nó lại có 2-3 khuôn bông của hồng. Nên là cái này các bác cứ sưu tầm 2-3 bầu, 3-4 bầu vào về để các bác ngắm hoa. Đơn hàng số 27 này. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay thì đó là em chia sẻ tới cả các bác cô chú anh chị mình cái dòng trà hoa vàng. Cái dòng trà hoa vàng là cái dòng trà mà các bác dùng để làm thuốc chữa bệnh các bác nhé. Dùng để làm thuốc chữa bệnh. Cái dòng trà hoa vàng này thì công dụng của nó là trông u biếu, giảm cholesterol, hạ huyết áp, giảm tiểu đường. Nó có rất là nhiều công dụng. Và các bác biết là bây giờ thì rất là nhiều các bệnh như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi thì là
u biếu. Mỗi bác thì cũng nên trồng từ 2 cho đến 3 bầu ở trong nhà. Đấy, để các bác lấy cái lá này các bác hãm này uống thay cho nước lọc hàng ngày. Và cái trà hoa vàng này thì em chia sẻ cho các bác cô chú chị mình với giá là 100.000 đồng trên một bầu cho đơn hàng số 28. Và em còn khoảng tầm 3-40 bầu, 3-40 bầu cái hàng hàng cây sai cây giống này các bác nhé. Cái này thì em chia sẻ về cho các bác cô chú anh chị mình là mới tập chơi này, hoặc là các bác mà mới trồng mà muốn học hỏi kinh nghiệm ấy, các bác có thể sưu tầm những cái bầu nhỏ như thế này về để các bác trồng, tránh cái trường hợp là mua những cây to về mà chưa có kinh nghiệm thì nó chết thì nó hay bị lãng phí. Nên là cái dòng cây nhỏ này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng trên 3 bầu nhé, 3 bầu bất kỳ luôn các bác nhé. Cái này thì em còn lại là đỏ cung đình, hồng phấn cung đình này, tứ quý, bạch cổ, rồi thì lựu Nam Định, lựu Điểm Tuyết. Nói chung là còn ít thôi các bác nhé, khoảng tầm 3-40 bầu như thế này thôi. Đấy, để các bác về các bác trồng. Cái này thì là 100.000 ba bầu. Cái này các bác lấy, cái này là 100.000 ba bầu, nó chưa bao gồm cước phí vận chuyển các bác nhé. Cước phí vận chuyển trong mức khoảng tầm 30.000 cho ba bầu. Đấy, nên là cái này thì các bác lấy bao nhiêu bầu hoặc các bác lấy giống gì thì các bác có thể là liên hệ cho em nhé. Và đơn hàng số 28 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.